Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ tư ngày 12 tháng 5 năm 2021 và theo âm lịch. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Canh Thân, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành niên mệnh, thạch lưu mộc, ngày canh thân, tức can chi tương đồng, thuộc kim và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, thạch lưu mộc, kỵ tuổi, giáp dần, mậu dần, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi, canh ngọ, mậu thân, bính thìn, thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày thân, lục hợp với tỵ, tam hợp với tý và thìn, thành thủy cục, xông với dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi nhâm dần, mậu dần, giáp tý, giáp ngọ, tuổi xung trong tháng, tuổi đinh hợi, ất hợi, đinh mão. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Đức, tốt mọi việc, sao Ngũ Phú, tốt mọi việc, sao Tục Thế, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Lục Hợp, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Tiểu Hao, xấu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc, sao Hoang Vu, xấu mọi việc, sao Hỏa Tai, xấu đối với xây dựng nhà cửa, đổ mái, sửa sang nhà cửa, sao Hà Khôi, xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao Lôi Công, xấu đối với xây dựng nhà cửa, sao Nguyệt Hình, xấu mọi việc, sao Ngũ Hư, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần, hướng Tây Bắc, Tài Thần, hướng Tây Nam. Kết luận, trong ngày này, khởi tạo, trăm sự đều tốt, tốt nhất là chôn cất, tu bổ về mồ mả, trổ cửa, khai trương, xuất hành, các vụ việc làm thủy lợi. Trong ngày này cũng kiêng cữ như là đóng giường, lốt giường, đi thuyền. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 12 tháng 5 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 12 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp thân Tý Thìn phù trợ, cho nên vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay khá suôn sẻ. Công việc của bạn cũng tiến triển theo đúng như kế hoạch mà bạn đã dự tính ban đầu. Tinh thần làm việc của bạn phơi phới, bản mệnh giải quyết được mọi việc trong tâm thế tự tin, lạc quan, làm việc nhàn hạ và suôn sẻ. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Tý đang gặp được ngày có chính quan nhập cục. Cái điều này cho thấy với bà tuổi Tý sẽ không còn mất thời gian để tìm hướng đi cho mình nữa. Công việc hiện tại giúp cho bạn phát huy được hết khả năng của mình, cơ hội thăng tiến với bạn cũng rõ ràng hơn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Tý lại đang gặp ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này làm cho bạn đang có được vận đào hoa nở rộ, với bạn tuổi Tý có được những cuộc gặp gỡ nhiều niềm vui, bạn trẻ trung, hài hòa, biết cách nhập cuộc và gây ấn tượng tốt ngay từ lần đầu.
Nhưng bạn tuổi Tý nhớ là hãy thể hiện sự nghiêm túc của mình để cho đối phương tin tưởng bạn nữa. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, vận trình được suôn sẻ, công việc tiến triển thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, tinh thần làm việc phơi phới, giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, không còn mất thời gian tìm ra hướng đi phù hợp cho mình. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, có được cơ hội phát huy khả năng, cơ hội thăng tiến rõ ràng hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, đào hoa vượng duyên mang tới cho bạn có được cuộc gặp gỡ hứa hẹn. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày 12 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho vận trình của bạn đang có dự báo gặp nhiều rắc rối xảy đến trong sự nghiệp của bạn ngày này. Và sở dĩ tâm trạng của bạn tuổi Sửu không ổn phần nhiều là do công việc của bạn không được như ý. Trong ngày hôm nay với bạn tuổi Sửu, lúc sơ ý đã mắc phải sai lầm khiến cho công việc của bạn vốn dĩ đang suôn sẻ trôi chảy bỗng đổ bể, mọi công sức mà bạn đã bỏ ra trở thành vô nghĩa. Nhưng với bạn tuổi Sửu, bạn nên nhớ là đừng có vì thế mà ủ rũ, bạn vẫn có thể xoay chuyển được tình thế bằng cách nhanh chóng tìm ra phương pháp để khắc phục vấn đề. Bù lại, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này báo hiệu cho bạn, con đường tình duyên của bạn đang có được sự thắm sắc. Với bạn tuổi Sửu, có thể lợi dụng cơ hội tốt này để tìm cho mình một người tâm đầu ý hợp, cùng chung bước trên chặng đường đời về sau này. Bạn tuổi Sửu, bạn sẽ có được những cơ hội gặp gỡ với những người khác phái và đừng có để lỡ mất định mệnh của đời mình ngày hôm nay. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, công việc có thể vấp phải một số rắc rối ngoài ý muốn. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, sai lầm trong lúc vô ý ảnh hưởng tới tiến độ công việc. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, nên sớm tìm cách khắc phục vấn đề thay vì ủ rũ. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, tình duyên được thắm sắc, có được cơ hội tìm được một nửa như ý. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, có cơ hội gặp gỡ người khác phái phù hợp. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày 12 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dần khó mà tập trung để làm việc hiệu quả, công việc của bạn bị giảm đi trông thấy. Đây là điềm báo có sự tranh chấp về lợi ích cá nhân. Công việc của bạn tuổi Dần trong ngày này đang có sự trì trệ, ứ động vì những xung đột mang tính cá nhân, làm việc nhóm nhưng lại không đặt lợi ích tập thể lên trên, mạnh ai nấy làm thì sớm muộn gì cả tập thể cũng tan rã, bản thân mỗi người đều là thành viên không có lợi. Tuy nhiên, trong vận trình ngày này với bạn tuổi Dần lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Dần trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết trong các tình huống xuất hiện ngày hôm nay. Bạn tuổi Dần sẽ sớm nhận ra rằng bất kỳ thành công nào đến với bạn đều có sự xuất hiện của trực giác. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, khó tập trung làm việc, hiệu suất bị giảm sút trông thấy. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, tranh chấp về lợi ích cá nhân xảy ra làm ảnh hưởng đến công việc chung. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Thổ, lục đục nội bộ bởi những xung đột mang tính cá nhân. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, cần phải đặt lợi ích tập thể lên trên những suy nghĩ
ích kỷ, tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim có thể được lợi nhờ trực giác nhạy bén. Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ tư ngày 12 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, dẫn đường đi đưa lối, cho nên con đường công danh sự nghiệp của bạn đang có được sự thuận buồm xuôi gió. Bản mệnh tuổi Mão được cấp trên đánh giá cao bởi những sự đóng góp cống hiến của bạn vì công việc. Bạn không ngần ngại hy sinh lợi ích cá nhân để cho công việc được hoàn thành tốt nhất. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão, đó sẽ là bước đệm để cho bạn tiến xa hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình về sau này. Và hôm nay, bạn tuổi Mão có thể được giao thêm trọng trách cho mình. Tuy cũng rất là áp lực, nhưng với bạn tuổi Mão vẫn đặt quyết tâm, bạn hiểu rằng sự tự tin có thể mang tới thêm sức mạnh cho bạn nữa. Ngày này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có ngũ hành tương khắc. Đây là dấu hiệu cho thấy con đường tình duyên của bạn lại không được tốt cho lắm. Bản mệnh đang đánh mất đi sự hài hòa trong mối quan hệ về tình cảm, dễ nảy sinh xung đột với chính người mà mình yêu thương. Vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, công danh sự nghiệp được thuận buồm xuôi gió. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa được cấp trên đánh giá bởi những đóng góp hy sinh của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, tinh thần cống hiến là bàn đạp để cho bạn thăng tiến xa hơn. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc có thể được giao thêm trọng trách quan trọng. Đây là thử thách nhưng cũng là cơ hội để cho bạn bứt phá. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, quan hệ tình cảm không được tốt, nảy sinh xung đột với nửa kia. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ tư ngày 12 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với bà tuổi Thìn cho chúng ta thấy là với bà tuổi Thìn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp thân Tý Thìn phù trợ. Cái điều này làm cho bà tuổi Thìn đang có lợi về đường tài lộc, cái chuyện kinh doanh buôn bán của bạn được thuận lợi, bản mệnh tìm được người hợp tác đáng tin cậy. Nhờ thế mà không cần phải lo lắng về phía sau, hai người hợp lực cùng làm việc thu về lợi nhuận không tồi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này mang tới cho bạn đang có được những nguồn thu nhập khổng lồ. Cái việc làm ăn kinh doanh buôn bán với bạn có được sự thuận lợi. Với bà tuổi Thìn thu được lợi nhuận vượt ngoài mức mong đợi và bạn cũng cần phải có kế hoạch phát triển về lâu dài hơn nữa. Ngày này với bà tuổi Thìn cũng đang gặp ngày có thổ sinh tô kim vượng. Cái điều này cho thấy nếu như bạn đang còn độc thân thì trong ngày hôm nay có thể nhờ công việc mà tìm được người ưng ý với mình. Bạn tuổi Thìn cũng đừng quên hãy mở lòng mình và chủ động để nắm bắt hạnh phúc hơn. Đôi khi có vài câu nói mở lời sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều nữa. Vài tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, tài lộc được hanh thông, kinh doanh buôn bán được thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Mộ, mệnh Thổ, tìm được đối tác đáng tin cậy, hai bên hợp tác cùng có lợi. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, thu về lợi nhuận khổng lồ, vượt ngoài mức mong đợi. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, cần sớm xây dựng kế hoạch phát triển về lâu dài. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, có thể tìm được người ưng ý nhờ công việc. Vài đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 47, số 4, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ
tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ, thứ tư ngày 12 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là với bà tuổi Tỵ đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày làm việc được hanh thông, thuận lợi. Hàng loạt những ý tưởng sáng tạo mới ngập tràn trong đầu, bản mệnh cho ra đời những ý tưởng táo bạo, hứa hẹn sẽ mang về doanh thu lớn cho cả tập thể. Và với bà tuổi Tỵ, hãy tự tin vào chính sự lựa chọn của mình, sớm muộn gì thành công cũng sẽ đến với bạn mà thôi. Tuy nhiên á, trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, cái điều này khiến cho bà tuổi Tỵ trở nên cứng nhắc, thiếu đi sự linh hoạt trong cách xử lý tình huống. Lẽ ra có thể giải quyết êm xuôi tất cả mọi vấn đề bất ngờ xảy ra trong công việc, nhưng chính vì sự bảo thủ của bạn mà cuối cùng mọi chuyện lại trở nên tồi tệ hơn. Ngày này với bà tuổi Tỵ cũng đang gặp ngày có họa khắc với kim, cái điều này cho thấy với bà tuổi Tỵ đang phải gánh chịu những nỗi buồn bởi chuyện tình cảm chẳng được như ý muốn. Bà tuổi Tỵ không giỏi thể hiện tình cảm, cho nên đôi khi người ấy giận hờn, trách móc bạn chẳng hiểu được người ta. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, công việc được thuận lợi, nhiều ý tưởng sáng tạo nảy sinh. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ nên tự tin vào chính sự lựa chọn của mình. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc đôi lúc cứng nhắc, thiếu đi sự linh hoạt khi xử lý tình huống bất ngờ. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, sự bảo thủ có thể khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, tình cảm có nhiều nỗi giận hờn, trách móc. Vài đánh giá của bà tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ, thứ tư, ngày 12 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với bà tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bà tuổi Ngọ đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, cái điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu khiến cho mối quan hệ xã hội của bạn không được tốt đẹp trong ngày hôm nay. Và với bà tuổi Ngọ ngày này dễ nhận phải sự nghi ngờ của đồng nghiệp và bạn hãy dùng thực tế để chứng minh sự trong sạch của mình. Ngoài ra, con đường tài lộc của bà tuổi Ngọ ngày thứ tư này cũng càng bị sa sút, tiền bạc trong nhà bị hao hụt do thói quen mua sắm, chi tiêu, thiếu đi sự kiểm soát của bạn. Bạn cần phải thay đổi mình ngay đi thôi. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Ngọ cũng đang gặp ngày có ngũ hành tương xung. Cái điều này làm cho con đường tình duyên của bạn gặp phải những ngã rẽ bất an. Với bà tuổi Ngọ, không biết phải lựa chọn ra sao để đảm bảo được hạnh phúc mà mình đang nắm giữ. Đối với những bạn đang còn độc thân, không muốn tiến tới một mối quan hệ mới một cách nhanh chóng như vậy, mà vết thương trong lòng của bạn chưa lành bởi bạn không muốn tự lừa dối bản thân mình cũng như là lừa dối đối phương. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, mối quan hệ xã hội không được tốt đẹp. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy có thể bị đồng nghiệp nghi ngờ, xung khắc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, con đường tài lộc có dấu hiệu bị sa sút do thói quen mua sắm thiếu kiểm soát. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, tình duyên gặp phải những ngã rẽ bất an. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, đối với những bạn đang còn độc thân, không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới khi vết thương trong lòng chưa lành. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi, thứ tư ngày 12 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với bà tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bà tuổi Mùi trong ngày này đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, cái điều này khiến cho công việc hiện tại của bạn có phần bị trì trệ.
Tất cả là bởi với bạn tuổi Mùi chưa đủ được sự tập trung vào việc mà mình đang làm, cho nên dễ mắc phải sai lầm. Và với bạn tuổi Tỵ, dường như bạn đang có những ảo tưởng về năng lực thực sự của bản thân. Bạn cứ ngỡ là mình có thể làm hoàn thành được mọi công việc trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng không ngờ lại khó khăn hơn bạn nghĩ nhiều. Bạn đừng có ngần ngại nêu ra yêu cầu, xin sự trợ giúp của mọi người khi cần thiết. Và với bạn tuổi Mùi trong ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa đục đẽo, bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, công việc có dấu hiệu bị trì trệ do thiếu đi sự tập trung cần thiết. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy cần phải nhìn nhận đúng vào năng lực thực sự của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa thực tế khó khăn hơn bạn tưởng tượng rất nhiều. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ có thể nhờ tới sự trợ giúp của người khác khi cần thiết. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, đối với những gia đình có thai phụ không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là sửa chữa đục đẽo. Về đánh giá của bà tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ tư ngày 12 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân trong ngày này đang có được báo hiệu trải qua một ngày gặp rất nhiều may mắn, có được cơ hội hốt vàng hốt bạc về tay. Ngày này với bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, dẫn đường chỉ lối, chỉ với ngày tay trái của bạn cùng chút tài lẻ mà thôi, với bạn có thể thu được mà không biết bao nhiêu là tiền bạc về cho mình nữa. Với bạn tuổi Thân, bạn là người thông minh, lanh lợi, làm đâu là chắc đó, công việc lúc nào cũng được hanh thông, ổn thỏa. Hơn nữa, với bạn có được mục tiêu của riêng mình, cho nên không để cho bản thân ngừng bước khi mà chưa đạt được mục tiêu đặt ra từ trước đó, khiến cho nhiều người rất nể phục về bạn. Và ngày này với bạn tuổi Thân á, lại đang gặp ngày có kim khí vượng. Cái điều này bạn cũng cần phải chú ý tới vấn đề sức khỏe của mình. Kim vượng có thể làm ảnh hưởng tới chức năng của phổi, khiến cho bản mệnh có thể gặp nhiều vấn đề do viêm phế quản, viêm họng, bệnh về cột sống, gân cốt, răng, về cơ bắp. Nên bạn cần phải thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, ăn uống điều độ để nâng cao sức khỏe cho mình nữa. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, tài lộc được rủng rỉnh, thu về lợi nhuận từ nghề tay trái. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, công việc được suôn sẻ nhờ sự thông minh, tài trí. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, luôn đặt ra mục tiêu riêng và cố gắng để đạt được. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, chú ý tới sức khỏe, đặc biệt là phổi. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, nên thường xuyên rèn luyện để nâng cao sức khỏe cho mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ tư ngày 12 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bà tuổi Dậu đang gặp được ngày có chính tài nhập cục, nhờ thế mà vận trình tài lộc của bà tuổi Dậu trong ngày hôm nay khá chi là ổn định. Bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính. Và bạn tuổi Dậu, bạn là người giỏi tính toán, lại có tính phóng khoáng, không chi li tằn tiện, cho nên càng phát lộc, chung hướng với những người mà mình cùng hợp tác nữa. Do đó, với bạn tuổi Dậu ngày này hoàn toàn có thể mua sắm mọi thứ theo ý thích của mình. Tuy nhiên, bạn cũng nên kiểm soát trong việc chi tiêu hợp lý, đừng có vì có tiền rủng rỉnh mà tiêu xài hoang phí, kẻo đến lúc lâm vào cảnh túng thiếu lại quẫn bấn.
Và ngày này, xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày tốt cho việc cầu tài lộc, ký kết hợp đồng, yến tiệc, tránh việc kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh. Vì vậy, với bạn tuổi Dậu nên chú ý để điều chỉnh, tiến hành mọi việc sao cho phù hợp và thuận lợi cho mình. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, tài lộc được ổn định, không có điều gì phải lo lắng. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, khả năng tính toán nhanh nhạy, giúp cho tiền đẻ ra tiền. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, nên có kế hoạch thu chi hợp lý, tiết kiệm thích hợp. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, đạt được sự hợp tác tốt đẹp với đối tác. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, ngày hôm nay tránh việc kiện tụng, tranh chấp. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ tư ngày 12 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có ngũ hành thân Tuất tương hội. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất đang có được sự che chở trong chuyện làm ăn, kinh doanh, buôn bán vô cùng là thuận lợi. Tuy đôi lúc có phần vất vả, không tránh được những gian nan, nhưng nhờ vậy mà lợi nhuận thu về không tồi cho bạn ngày hôm nay. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này giúp cho tình hình tài chính của bạn thêm phần được vững mạnh, nguồn thu chính được củng cố. Bên cạnh đó, nguồn thu ngoài luồng cũng được sinh sôi nảy nở. Đây là thời điểm lý tưởng để cho bạn mệnh tiến hành đầu tư lớn hơn nữa. Và xem tử vi ngày này cũng cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Tuất khá chi là lý tưởng, nhờ ngũ hành tương sinh, vận khí tốt. Nếu như bạn đang còn độc thân, bạn nên chủ động mở rộng mối quan hệ xã giao. Những chuyện đã xảy ra, hãy để cho nó phai nhạt theo thời gian, đẩy mạnh nó vào quá khứ, hãy sống với hiện tại và tương lai, niềm hạnh phúc sẽ đến với bạn. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, việc làm ăn kinh doanh buôn bán được thuận lợi hơn hẳn so với trước đây. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, vất vả càng tôn nên thành quả đạt được ở hiện tại. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, tình hình tài chính vững mạnh, các nguồn thu thêm có được sự khởi sắc. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, đây là thời điểm thích hợp để cho bạn đầu tư lớn hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, nên chủ động mở rộng các mối quan hệ xã giao để tìm được hạnh phúc cho mình. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ tư ngày 12 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành thân Hợi tương hại. Cái điều này làm cho công việc của bạn tuổi Hợi gặp không ít khó khăn trở ngại trong thời gian làm việc, nhưng bạn lại không tránh được việc lo liệu chuyện bao đồng. Chính cái điều này khiến cho bạn có thể bị khiển trách không nhẹ. Lại thêm trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, còn nhắc nhở bạn tuổi Hợi cần phải bình tĩnh và kiềm chế cảm xúc của mình. Tiểu nhân đang tìm cơ hội để quật ngã bạn, vì thế dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bạn cũng đừng có nóng nảy mà đánh mất đi lý trí. Ngày này với bạn tuổi Hợi á, lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. May mắn là cái chuyện tình cảm vợ chồng lại có được sự hài hòa. Không còn những khúc mắc như trước đó, bạn và người ấy đã hiểu hơn về nhau, thông cảm cho nhau những lúc khó khăn. Còn gì hạnh phúc hơn khi cuộc đời này bên ta luôn có được một người tri kỷ như vậy. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, công việc gặp nhiều trở ngại, hiệu suất có thể bị giảm sút. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ có thể bị khiển trách vì lo chuyện bao đồng. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc nên bình tĩnh và kiềm chế cảm xúc,
trong mọi hoàn cảnh. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, tiểu nhân lăm lia tìm cách phá hoại, tranh công cướp lợi. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, tình cảm vợ chồng có được sự hài hòa, giải quyết được khúc mắc trước đó. Vài đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.